Ok, chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác về cái mạch nhạy còi nha. Đây là mạch nhạy còi đệ nhất này, 5 chế độ nhé. Đấy, đầu tiên các bác về, bên em bán sẵn như này rồi. Các bác về chỉ cần rút cái rắc xe máy ra, cắm cái đầu của mà đang cắm còi ấy, vào cái rắc này là xong thôi. Đấy, còn nút này là nút cài đặt chuyển bài nhé. Đấy, chuyển bài. Đấy, ví dụ như mình muốn chuyển bài thì bằng cách là mình ấn giữ cái nút này. Ở đây cấp nguồn. Cấp nguồn. Đấy. Ở đây các bác thả ra. Thả ra, mỗi lần thả ra thì nó sẽ thay đổi cái chế độ. Đấy, có 5 chế độ nó cứ lặp lại vòng tròn. Đến khi nào mình thả ra và mình rút nguồn thì nó sẽ lưu luôn cái chương trình ở cái chế độ đấy. Rút nguồn thì nó sẽ lưu ở chế độ này. Đấy. Còn trường hợp mà mình bóp dưới 3 giây thì nó sẽ kêu như còi. Đấy. Đây. Ở đây là cái còi này, mạch này nó rất là kén còi. Nên ở đây khoảng 100 cái còi thì em mới lọc cho được mấy chục cái còi này thôi. Đây là những cái còi mà bên em bán kèm nhá. Đấy, bên em bán kèm mạch kèm còi luôn và đã test rồi. Còn những cái mạch, những cái còi này là cái còi loại này. Đấy, cái còi này là không sử dụng được thì nó rất là rẻ và không dùng được, nó không tương thích với cái mạch này, sẽ phải bỏ thôi. Đấy, nó không kêu được này. Thường này sẽ chỉnh con ốc này này, nhưng mà chỉnh rồi nhưng mà nó vẫn không thể dùng được. Đấy, hoặc là tiếng nó không trong. Đấy, không dùng được. Đây, chỗ này là bỏ hết nhá. Đấy. Nó kêu nhưng nó kêu không trong, không chuẩn. Nên bên em sẽ bỏ đi. Nên em chỉ bán kèm những cái mạch, cái còi mà nó đạt thôi. Đấy. Đấy. Đây những cái mạch mà em chạy rồi nhá. Em test thử luôn bên này nhá. Đấy. Ví dụ thử một cái khác này nha. Đây, ví dụ cái này đi. Đấy. Ok các bác.